Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Sáng thứ bảy, hôm nay là sáng thứ bảy ha, sáng cuối tuần. Em test một cái con 801 MK2 của Tascam ha. Con này là con đời cuối rồi bác, và dòng phòng thu ha. Con này tiếng thì chi tiết trung thực ha, và mộc. Con này em đã chuyển đổi cổng đồng trục thành cổng quang để giải mã từ Smart TV rồi các bác. Rồi nó cũng đơn giản, nó vẫn y như cũ thôi. Mình vẫn để digital và đồng trục ở đây ha, nhưng mà đồng trục mình đã đổi thành cổng quang rồi. Khi ghi thì mình bấm nhấn một lúc hai nút này ha, thì nó sẽ tiến hành nó ghi nha các bác. Và bấm như thế này hai cái đó thì nó sẽ tiến hành nó ghi nè đó. Và bây giờ em sẽ phát trên Smart TV ha. Đó là nó đang đang ghi ha. Lúc ghi thì nó sẽ sáng hai đèn lay và record nha các bác. Dạ. Để làm giải mã thì mình chỉ bấm một nút record ha. Con này giải mã không cần đĩa mồi và mắt đời mới dễ thay nha các bác. Dạ. Rồi em sẽ xoay ra phía sau để cho các bác xem là em đã chuyển đổi cổng quang, cổng đồng trục thành cổng quang như thế nào ạ. Dạ. Đây ha. Bình thường nó là cổng đồng trục ha, cổng của nó là đồng trục và em đã chuyển đổi cổng đồng trục đó thành cổng quang rồi. Và bây giờ là em đang sử dụng dây quang từ Smart TV ha. Các bác nào mà mua đầu Tascam mà lo là nó không có xài được cổng quang thì các bác yên tâm ha, bên em đã có cái hướng xử lý ha. Và thêm 500.000 nữa thì mình sẽ chuyển đổi thành cổng quang luôn và xài vô tư các bác. Và không sợ hư hộp chuyển đổi, không sợ dây dợ gì hết, chỉ là đổi cái cổng thôi, đổi cái cổng từ cổng đồng trục như ở dưới này, từ cổng đồng trục như thế này thành cổng quang ha. 801 R mắt đôi thì nó đã nổi tiếng quá rồi, và con này quá nổi tiếng rồi cho nên mình không cần phải nói gì nhiều ha. Em chỉ giới thiệu là bên em đã thực hiện chuyển đổi ha. Con này là có khách đặt mua ha, và nhờ bên em là chuyển đổi thành cổng quang luôn. Dạ. 801 R MK2 em vẫn còn nhiều nha các bác. Giá của nó là 9.500.000. Và phí chuyển đổi cổng đồng trục thành cổng quang là thêm 500.000 nữa ha. Dạ. Em bao ship ha. Tặng một dây quang và hai đĩa MD nhạc xuân của MD Sài Gòn thực hiện ạ. Dạ. Rồi bây giờ nó đã ghi được hơn 2 phút rồi ha. Đây. Nếu chiều nay lỡ hẹn không nhau mấy tuổi xuân rồi.
xuân rơi. Rồi em dừng lại ha, mình sẽ đợi cho nó ghi một tí và mình sẽ phát bài số 5 ha. Đây, bài số 5 mình vừa ghi đây. Xin dừng clip test con 801RMK2 ở đây ha. Và bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu về đầu MD, đầu giải mã, xin liên lạc trực tiếp với em theo số điện thoại ở bên dưới ha. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Em kính chào và hẹn gặp lại ạ.